Tôi xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn về một giống trái cây mới lạ. Tôi giới thiệu với các bạn đây là giống nho mẫu đơn của Nhật Bản. Đây là giống nho ngon nhất và đắt nhất thế giới trên thị trường hiện nay. Đây là một giống nho có quả siêu to. Nếu như chúng ta hái rời từng quả nho ra thì nhìn qua chúng ta tưởng đây là quả mận. Một chùm nho mẫu đơn có cân nặng từ 1 đến 2 kg. Chùm nho mẫu đơn này của tôi có cân nặng là trên 1 kg. Tôi cân lên cho các bạn xem. Đây chùm nho mẫu đơn của tôi đây. Đây là mấy quả bị rớt ra trong quá trình vận chuyển. Đây là chùm nho mẫu đơn của tôi. Nếu như chúng ta hái rời ra thì nhìn quả nho mẫu đơn giống y như quả mận, quả rất là to và đẹp. Bây giờ tôi cân chùm nho mẫu đơn này lên cho các bạn xem. Chùm nho mẫu đơn này có cân nặng bao nhiêu nhé? Đây là mấy quả rớt ra từ chùm nho trong quá trình vận chuyển. Wow, chùm nho mẫu đơn này có cân nặng 1,2 kg. Khác với các cái giống nho khác trên thị trường Việt Nam thì quả nhỏ hơn rất là nhiều và chùm cũng rất là nhỏ. Thì giống nho này là một giống nho siêu khủng. Giống nho mẫu đơn của Nhật Bản là một giống nho mới, không chỉ có quả to, chùm nho siêu to, mà giống nho này còn cho năng suất rất là cao và có giá đắt nhất thế giới trên thị trường hiện nay. Bây giờ tôi cùng các bạn ăn thử xem trái nho mẫu đơn này có ngon không, có xứng đáng không đối với giá siêu đắt là 2 triệu đồng 1 kg. Đây là quả nho mẫu đơn rất là to. Tôi ăn thử xem trái nho mẫu đơn này có hương vị như thế nào nhé. Thật tuyệt vời các bạn ạ. Tôi chưa bao giờ được ăn một giống nho nào ngon như thế này. Giống nho mẫu đơn này thật là kỳ lạ các bạn ạ. Nhìn qua bên ngoài thì chúng ta thấy rằng đây đúng là một chùm nho. Nhưng chùm nho này lại rất là đặc biệt. Có quả giống y như quả mận. Và khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ thấy quả nho này rất là giòn, ngọt và thơm. Khi chúng ta ăn thì phía bên ngoài vỏ có mùi thơm của nho. Phía bên trong thịt của quả nho thì chúng ta ăn thấy có hương vị thơm, mát và giống y như là chúng ta đang ăn một trái đào. Mùi thơm thì giống y như mùi thơm của quả đào các bạn ạ. Rất là ngon, rất là thơm và cũng rất là ngọt. Giống nho này không chỉ có to, màu sắc quả đẹp và cho năng suất cao, mà giống nho này không hề có hạt.
Đây tôi bổ đôi cái trái nho này cho các bạn xem. Trái nho này không hề có hạt. Đây, nho này không hề có hạt. Rất là ngon các bạn ạ. Giống nho mẫu đơn này được đánh giá là một giống cây trồng tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân Việt Nam trong thời gian tới. Tôi cầm cắn ra đây. Này gấu ăn giống mẹ này. Ừ. Cái này ngắn không? Gấu là xuống thấp đi. Tự nhiên mà lấy ra thì nho mẫu đơn là một loại nho nổi tiếng có xuất xứ từ Nhật Bản. Nho mẫu đơn là kết quả nai chéo giữa hai giống nho là Akisu 21 và Hakunan. Nho mẫu đơn được trồng theo kiểu một nhánh tạo ra một chùm nho. Do đó các chùm nho sẽ được hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng, từ đó sản xuất ra loại nho có chất lượng cao nhất. Giống nho săn mẫu đơn của Nhật Bản được trồng theo phương pháp hữu cơ và được trồng trong nhà kính tại Nhật Bản. Không chỉ thế, mỗi chùm nho khi còn non còn được bao bọc trong một lớp giấy trắng đặc biệt để chắn tuyệt đối các bụi bẩn hay nguy hại từ các loài côn trùng. Nho mẫu đơn không chỉ có mẫu mã đẹp mà quả cũng rất là to. Chùm nho to, chùm nho có thể to từ 800g đến 2kg trên một chùm nho. Nho mẫu đơn Nhật Bản ngoài khả năng giúp người dùng có một làn da căng mịn, sáng trắng, xóa đi các nếp nhăn, chống lão hóa, còn có khả năng tăng cường kháng viêm, cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường ở mức cao nhất. Do nguồn cung cấp hạn chế nên loại nho mẫu đơn của Nhật Bản này có giá rất là đắt đỏ, lên tới cả vài triệu đồng trên 1kg. Giống nho mẫu đơn được nhập về Việt Nam chủ yếu qua đường sắt tay từ Nhật Bản về Việt Nam.